Hôm nay mùng 1 em đăng lên một số đồ cần bán cũng như là giá rất là tốt cho ngày mùng 1 các bác ha. Trước tiên em sẽ đi đến những cặp dây AV. Đây là những cặp dây AV rất là to. Sợi 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 cái sợi nó rất là to như là con bò quý vị này. Em đang có hai cặp, đây là dây AV hàng nhập ha và cái đầu của nó được mạ vàng đồng này đó. Một vàng một đồng ha, nhìn rất là xịn sò và rất là cứng cáp chắc chắn. Em đang có hai bó. Những đợt trước em bán 300 ngàn là hai bó, hôm nay em sẽ giá tốt cho ngày mùng 1 ha là 200 ngàn cho hai bó. Như hai bó này như thế này. Là hai bó này như thế này ha. Như tay em đang cầm này là 200 ngàn. Về các bác có thể kết nối như những cổng dây AV hay còn gọi là jack bông sen đấy, nó truyền tín hiệu rất là tốt. Đó. Đang đang có khoảng hai bó ha. Em bán là 200 ngàn hai bó này. Như tay em đang cầm này quý vị này. Đây, giá tốt cho ngày mùng 1. Còn những cái cặp loa chép ở đây, như em đang có cặp loa chép này. Về được thêm một cặp nữa. Đây là cặp loa chép Lavox, hàng hàng của Italy ha. Nó có mã vạch và mã số này, kèm cả họng kèn của nó luôn. Đây là loa chép kèn, tiếng rất là nhuyễn. Về các bác có thể hát karaoke về nghe nhạc rất là tốt. Đó. Giá từ trước thường nó toàn tầm khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu tùy theo đợt. Như hôm nay mùng 1 ha, em bán 2 triệu cặp này. Em bán 2 triệu và bao cả ship cho các bác luôn. Đó, về các bác chỉ việc gắn vô thôi, gắn vô dàn karaoke nhà mình. Đó, mình đấu thêm con tụ cản như nữa, đấu thêm con tụ cản vô cái cọc cộng này này, cọc cộng nó có đánh dấu màu đỏ này, cọc cộng ha. Em bán giá 2 triệu cặp này, bao ship toàn quốc cho các bác ha. Hôm nay là ngày mùng 1, em sẽ bán giá tốt nhất cũng như là giá xả lỗ cũng được, lỗ một tí cũng được ha. Đó, cặp này là bán 2 triệu ha, 2 triệu cặp này, kèm cả họng luôn, kèm nó ra rất là hay và nhiến. Các bác mua về hát karaoke đi, không hay là không lấy tiền ạ. Rồi 2 triệu cặp này ha, em sẽ bao ship toàn quốc luôn. Và bên đây cũng có một cặp loa chép kèn. Đây là dòng chép BMS của Đức đây. Là made in con này thấy chữ Germany, không thấy made in ha. Germany cũng như là hàng của Đức xịn này. Con này là chép cũng tháo trong thùng ra, tiếng cũng tương đối là khá hay. Đây, chép kèn nó có cả cái họng kèn của nó nữa, nhưng mà họng kèn em không có ha. Bắt đầu mua về có thể cắm họng kèn vô. Đây, cặp chép BMS này em bán hôm nay giá đồng giá luôn ha, là 2 triệu đồng này, bằng với cặp chép Lavox đến từ Italy này. Cái cặp chép này về các bác hát karaoke tương đối là khá hay, tiếng xì cũng nhiên lắm. Cặp chép xịn mà. Tháo trong thùng ra ha. Rồi em bán giá là 2 triệu đồng này, cặp chép BMS. Đó, về các bác mua hay về hát karaoke đi, không hay cứ trả lại cho em. Hoặc là tiền 100% ha. Cực kỳ hay cho cái cặp chép này. Rồi em bán giá 2 triệu ha, em sẽ bao ship cho cái cặp chép này luôn. Rồi, bên đây là một cái vỉ súp. Đây là vỉ súp dành cho 5.1, nên nó cũng có ra những cổng loa con này. Và nó có ra cả cổng center nữa. Đây nút nguồn, công tắc nguồn đây. Hàng này hàng của Michelin ha, xuất thị trường châu Âu, điện 220 đến 240. Đó, cái vị này không thấy nó tăng giảm âm lượng, nó không biết nó nằm ở đâu thôi, hay là nó mặc định bên trong rồi, có nghĩa là mình câu vô là nó sẽ to tiếng luôn, nó không có, nó mặc định âm lượng bên trong quý vị, giống như vậy ha. Con này em chưa test nữa. Đó, em bán 1 triệu đồng con này, bác nào về nghiên cứu ha. Nó có những cổng center và đường vô cho dây tín hiệu này. Đó, con này em đợt trước em cũng ghim lên rồi, nó lên cuồn. Còn test em chưa test ha, em chỉ mới ghim lên thôi. Đó, vị súp này em bán 1 triệu. Ở đây nó có ra đường dây ra loa súp quý vị này. Loa súp này mình có thể đánh cho loa bass 20 hoặc là bass 25 là căng nét luôn. Đó, em bán 1 triệu ha, 1 triệu đồng vị này. Còn bên đây cũng là hai vị tiếp. Thứ nhất là vị súp Infinity. Con này đợt trước bán tới 2 triệu rưỡi không à. Bán về tới đâu là bán hết tới đó. Hôm nay mùng 1. Mùng 1 em bán giá tốt nhất con này của súp Infinity, điện là điện 120V. Đó, 120V ha. Súp này súp Infinity này, model đây, súp 500. Công tắc nguồn. Còn đây là nút volume của loa súp này, lớn nhỏ ở đây. Còn đường vô là đường vô bằng giấc bông sen, dây nguồn đây quý vị này. Đó, dây nguồn đây ha. Còn ở phía mặt trước này nó có một cái dây ra cho loa súp bass này. Bass này xài cho bass 25 hoặc là bass 30 đều được ha. Đó, đợt trước em bán tới 2 triệu rưỡi một vị này nọ. Hôm nay em sẽ bán giá tốt nhất cho ngày mùng 1 ha, là 1 triệu 800 ngàn một vị này. 1 triệu 8 ha, giá tốt nhất cho các bác luôn. Giảm đi mấy trăm ngàn rồi. Vị này giống như bán cho các bác về xài cũng như là trải nghiệm qua cái vị súp này. Tiếng rất hay lắm, tiếng cực kỳ hay cho cái dòng súp này ha. Infinity hàng của Messi này, điện 120V. Rồi giá là 1 triệu 800 ngàn ha. Còn bên đây là một vị súp của JBL. Đây, vị súp JBL nó có kèm cả cái họng này của nó luôn. Đấy, cái họng này là họng JBL để mặt trước này. Mặt trước nó có nút volume, nút nguồn và nút cut server là nút cắt tần số độ sâu và độ nông của súp đấy. Mình để hướng khoảng 9 giờ đến 10 giờ là súp nó rất là sâu. Còn đây là cái vị của nó đây. Vị là súp mà model JBL, súp 178 ha. Điện là điện 220 đến 230 là dòng điện súp thị trường châu Âu. Súp JBL đây cũng là dòng súp tháo trong thùng ra,
Đấy, quý vị thấy này, đường bông sen vô bằng đường bông sen hoặc là vô đường này cũng được. Nếu như mà các bác sạc thiết bị nào là mà 1 giây có thể vô đường này, còn 2 giây thì mình vô 22 đường này. Còn đây là đường dây vô đường cặp loa. Đó, nếu mà các bác đang sạc đẩy thì mình có thể câu cái đường dây loa vô trong đây, còn đường dây dưới mình khỏi câu cũng được ha. Đường ra đường vô đường nào câu cũng được, hàng trên cũng được mà hàng dưới cũng được. Súp này 178, vị này hồi trước bán tới 2,7 triệu lắm, hôm nay em sẽ giảm giá đi ha, bớt cho quý vị 500.000 là còn 2,2 triệu, em sẽ bao ship luôn. Đó, tất cả những mặt hàng em đăng trong ngày hôm nay là ưu tiên cho ngày mùng 1 ha, vừa giảm giá là vừa bao ship toàn quốc nữa. Đó, tất cả những vị này em sẽ bao ship hết, bao ship cả toàn bộ trong clip ngày hôm nay ha. Và clip ngày hôm nay em sẽ bán trong 2 ngày, thứ nhất là ngày mùng 1 hoặc là đêm nay, còn cho đến hết ngày mùng 2 ha. Đó, hiện tại những cái vị này em đang còn khoảng như cặp chép này em đang còn khoảng 3-4 cặp nữa, còn những cái vị súp này em cũng còn khoảng 1-2 vị nữa ha. Đây một thứ còn một ít thôi, em sẽ bán trong 2 ngày. Đã ưu tiên cho các bác nào mà mua về em sẽ bao ship cũng như là giá tốt nhất cho ngày mùng 1 ha. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ. Và số điện thoại của em có ghi trên bàn đấy, hoặc là kết bạn Zalo ha, em sẽ nhắn tin trong Zalo cũng như là gửi thêm chi tiết về sản phẩm. Rồi, em xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt ạ.